Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đã lên đường để đi thăm hai người bạn quen ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Khi đến nơi, vì chưa biết rành xứ này nên tôi phải điện người quen ra rước. Cô ấy là Phượng. Chờ một lát, cô Phượng đã tới. Nhà cô nằm ngoài cồn, muốn ra được phải đi bằng xuồng. Lâu lắm rồi tôi mới đi xuồng lại và được ngắm cảnh sông nước mênh mông. Trời nó cũng chết đó, tôi ơi, mà càng ra nữa sao mà quậy hoài đó, biết nào tới dưới rồi. Quay chậm chậm. Ở đây mình thảo, nhớ cái nào mình lấy dây mình thả, mình kéo. Bởi vậy. Có người chồng rất là hiền và có tâm đạo. Hai người ở trong một ngôi nhà cũng khá khang trang. Bước vào bằng giày giữa nhà có đặt một chân dung thầy đứng. Và các ngôi thờ bên trong cũng rất nghiêm chỉnh, bông hoa tươm tắt. Thở theo lời đức thầy đã dạy. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Thế nên bạn Dững và Phượng hằng ngày nghe lời thầy, cố thực hiện làm tốt những điều mà thầy đã dạy. Ráng tu đắc đạo, cứu củ quyền, thoát trốn mê đồ đến cảnh tiên. Ngõ đáp ơn về công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Và cũng rất mong đồng đạo ủng hộ, cho nên hôm nay có làm bánh. Mời các người thân quen đến đây chung vui một buổi tiệc. Bánh đang dọn ra, người quen đã đến đầy đủ và mời ngồi. Trước khi dùng tiệc, đại diện gia đình anh Dững có đôi lời cảm tưởng vì sự vui mừng của mình. Hôm nay là ngày 14 tháng 8, thì nói chung là có gia đình vợ chồng em có cái tổ chức mà để mời anh chị em lại xuống gia đình vợ chồng em hôm nay. Thì hôm nay là rất là vợ chồng em rất là vui, cũng như là cái tình chị em là mới biết nhau đây nhưng mà không có cái sự đoàn kết, thì hôm nay mới mời xuống đây để chị em mình có cái dịp với nhau đoàn kết và các anh các chị. Thì hôm nay xuống với gia đình em thì hôm nay em rất là mừng và em cầu chúc cho anh chị em mình hôm nay trong cái đường đạo đức thì để mình là người cũng hiểu biết non kém để học hỏi những cái bậc cao, học hỏi thêm để biết thêm cái phần đạo đức, thì cũng chúc cho chị em, anh chị em để mà tiến tới con đường đạo đức tới ngày viên mãn. Rồi, cho chàng tay. Rồi, vậy là kính mời cặp đũa. Qua đôi lời chân thật của anh và tinh thần cao quý của cô Phượng đã làm cho tất cả chúng tôi rất là ủy và cũng mong rằng gia đình sẽ cố gắng vươn lên, giữ vững lập trường tu niệm để cứu vớt củ quyền và cũng là một công dân tốt trong xã hội, làm lợi ích cho muôn người.
nối gót người xưa lên đường giải thoát mà Đức Thầy đã dạy. Nếu tĩnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đài. Buổi tiệc rất là vui vẻ. Khi dùng xong, chúng tôi chân thành cảm ơn hai bạn và cầu chúc gia đình bình an, tinh tấn, hạnh đức tròn đầy.